sư Thích Ca Mâu Ni kính bái bạch sư toàn đại đức tăng đại đức ni từ bi lân mẫn, kính thưa đảng chính quyền và toàn thể nhân dân khu dân cư thôn Châu Quang, được sự nhất trí của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã, đoàn kết ban chi ủy số 1 thôn Châu Quang, sự đồng thuận của toàn thể nhân dân khu dân cư thôn Châu Quang, nhân mùa báo hiếu vu lan toàn thể nhân dân trên toàn quốc nhớ về cội nguồn, cây có cội mới nở cành xanh lá, biển cả sông sâu chữ tâm chữ hiếu làm đầu. Nếu ai có tâm có nguyện vì dân có mình, đoàn đạo tràng nhớ về đất sinh thành, cha mẹ tổ tiên ông bà, đồng bào và chiến sĩ tổ quốc trong nước nói chung và khu dân cư nói riêng. Về dự hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Xuân Luân, đảng ủy viên, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết. Về dự hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Sang, đảng ủy viên, bí thư chi bộ. Về dự hôm nay có đồng chí Phạm Văn Hiệu, bí thư trưởng thôn khu dân cư thôn Châu Quang và toàn thể nhân dân khu dân cư thôn Châu Quang. Về mà tiếp sư thầy, một thượng tọa Thích Quốc Quang, ủy viên giáo hội Phật giáo Việt Nam, thường vụ giám đốc trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em đất tổ Hùng Vương, trụ trì chùa Xuân Phong, tiền tự Quang Long, thiên tự Thiên Thông toàn tự. Hai thượng tọa Thích Thanh Thông, ủy viên giám hội Phật giáo Việt Nam, thánh hiệu Phật thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Tàu Đức Viên. Ba đại đức Thích Thanh Sang cùng toàn thể đoàn sư tăng các tỉnh thành, đề nghị toàn thể các vị đại biểu và nhân dân một tràng vỗ tay để chúc mừng các vị đại biểu. Xin mời. Hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2017 dương lịch, tức ngày 8 tháng 8 năm 2017 âm lịch Đinh Dậu, lãnh đạo chính quyền toàn thể nhân dân khu dân cư thôn Châu Quang tiến hành làm đại lễ vu lan báo hiếu tại chùa Châu Quang. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Hiệu, bí thư trưởng thôn lên dự khai mạc. Xin trân trọng kính những mời ông và mời đoàn sư tăng như thế lên như thế là thượng tọa. Thank you.
cho Phương Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Kính thưa đồng chí Phạm Ngọc Sang, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp, phụ trách chi bộ. Kính thưa sư thầy Thích Đắc Quang, Ủy viên Hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, cùng toàn thể các sư thầy. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể nhân dân địa phương. Trong giữa lúc toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích để chào mừng và kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ đảng tiền thân của Đảng bộ xã Đoàn Kết ngày nay. Hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2017, được sự đồng ý của các cấp chính quyền, ban công tác dân vận, ban công tác mặt trận thôn cùng với ban chấp hành hội cao tuổi và ban khách thiết long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan nhằm kính dâng lên Đức Phật và các bậc thần linh cùng cụ vị tổ tiên những giá trị văn hóa bản sắc dân tộc và những truyền thống truyền phong mỹ tục tôn sư trọng đạo, thể hiện sự uống nước nhớ nguồn ăn quả những người trồng cây. Đó là gốc rễ, là cội nguồn của con người Việt Nam nói chung và con người làng Cơ Quan nói riêng. Thưa có câu công cha nghĩa mẹ, nặng hoang nặng đẻ đau từ khi ấm lửa cho đến khi sinh thành. Đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho toàn chữ hiếu mới là đạo con. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, với ý nghĩa lịch sử quan trọng đó, tôi đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên và các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong thôn hãy phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chặt chẽ trong nội bộ, thống nhất mọi chương trình hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng để vượt qua những khó khăn trước mắt trong giai đoạn hiện nay, cùng nhau chung tay chung sức và đồng tâm đồng lòng tiến tới xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những công lao đóng góp của các đồng chí cán bộ thôn nhà trải qua các thời kỳ và các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong thôn và con em địa phương đã và đang sinh sống làm ăn trên các mọi miền của Tổ quốc, đã có tâm công đức đóng góp tiền của và công sức vào việc xây dựng khu di tích và những công trình văn hóa tâm linh của thôn. Xin chân thành cảm ơn sư thầy Thích Đắc Quang, Ủy viên Hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc và toàn thể các sư thầy trong toàn lễ về giúp nhân dân địa phương chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và gia đình bác Hạnh, gia đình bác Huỳnh, gia đình bác Tú Dung và gia đình bác Bộ Viên, gia đình ông Bùi Hải Ân đã có tâm công đức đóng góp tiền của và những lễ vật có giá trị để phục vụ cho buổi lễ hôm nay thành công. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, sự có mặt của các vị đại biểu và về dự buổi lễ trang trọng hôm nay đã đem lại cho cán bộ và nhân dân thôn Châu Quang những tâm tư tình cảm tốt đẹp nhất. Chúng tôi luôn biết ơn và tôn trọng giữ gìn những tình cảm tốt đẹp đó. Thay mặt các ban tổ chức, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, kính chúc sức khỏe sư thầy và toàn thể các thầy trong đoàn sư về giúp dân địa phương. Xin cảm ơn các cô, các bác là bạn bè của cháu Huỳnh ở Hà Nội đã thành tâm công đức góp tiền của và lễ vật và sự thành công của lễ hội hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí cán bộ đảng viên, các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong thôn đã tích cực tài trợ và ủng hộ cho ngày lễ đạt kết quả cao. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trịnh trọng tuyên bố khai mạc lễ đại lễ Vu Lan năm 2017. Xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có một sức khỏe dồi dào. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Nam mô Tổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan diên khởi đại hiếu mục Thiện Quang Bồ Tát. Cung kính hướng bái bậc chư tôn thượng tọa đại đức Hiện Tiền Tăng. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, kính thưa quý vị nghiệp vị, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nếu ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn nên mất mẹ nghe không. Vâng, kính thưa đại chúng bất luận
nền luân lý nào từ xưa đến nay, từ đông sang tây cũng đều lấy chữ hiếu làm đầu. Người xưa đã đặt ra tiêu chuẩn thiên kinh vạn quyển, hiếu hính phi tiên, nghĩa là muôn ngàn kinh sách đều lấy hiếu hạnh làm đầu. Người con có hiếu thảo với cha mẹ thì mọi việc thành tựu tốt đẹp, ngược lại bất hiếu với cha mẹ là mất tất cả. Thế nên Đức Phật có dạy: tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, điều thiện lớn nhất không gì bằng có hiếu. Và hôm nay đây, mùa Vu Lan báo hiếu, mùa tri ân và báo ân lại về trong niềm hân hoan của người con Phật. Chắc hẳn trong lòng mỗi người chúng ta lại cảm nhận thấy mỗi niềm đau đớn và sao xuyến nhớ nhung về một miền viễn tưởng nào đó. Viễn tưởng đó dần dần hiện rõ trong tâm trí, để rồi đánh dấu bằng một đại lễ với trọng tình thiêng liêng nhất, cao cả nhất của những người con mang lặng nghĩa ân đối với hai đấng sinh thành. Đó là đại lễ Vu Lan báo hiếu. Dù bạn là ai, ở nơi nào hay đi bất cứ nơi đâu, thì mùa Vu Lan vẫn là tiếng gọi vọng về. Nó không còn là của riêng tôi, riêng bạn, mà của tất cả các người con có mặt trên cuộc đời này. Vu Lan đã trở thành lễ hội văn hóa, tình người trở thành truyền thống muôn đời không thay đổi của dân tộc ta. Vu Lan xã hội như nhắc nhở chúng ta phải nhớ luôn nghĩ về cội nguồn, đó là công cha nghĩa mẹ, ơn thầy thật vậy cao vời. Bởi người có hiếu hạnh nào mà không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ nghĩ về hai đấng sinh thành. Người đã sẵn sàng san sẻ, rớt chia một phần máu thịt của mình để tạo lên hình hài vóc dáng cho ta, lặng thầm chìm nhiều gian khổ, đôi lưng đã phải oằn cong để chúng ta được đứng thẳng người. 9 tháng thương mang bao năm nuôi con khôn lớn, nên không bút mực nào diễn tả hết được phần nặng con biết lấy để chi đền đáp cho thân. Hôm nay đây, nhân ngày tứ tử thể theo truyền thống hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, hàng Phật tử khắp nơi tu hội về đây dưới mái nhà làng thôn Châu Quang, cùng nhau sẵn sanh phẩm vật đủ đầy thành tâm trí kính, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, dâng cúng hiện tiền tăng ngõ hầu gieo trồng phước lành lương vào sự thăng hoa thêm một tuổi đào của chư tôn đức sau 3 tháng an cư kiết hạ, thúc liệm thanh tâm trau dồi giới đức. Kính xin quý ngài từ bi hứa khả đủ như pháp nhân ngày xá tội công nhân này, mà thành tâm chú nguyện để cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời được nương vào oai lực này, mà xa đường giữ sinh về cõi lành. Cha mẹ hiện tiền phúc thọ tăng long biết nương tam bảo, sống đời an vui, và tất cả chúng ta cùng nhau về sự bình an thanh thản trong tâm hồn thông qua những cử chỉ cao đẹp của lòng tri ân và báo ân này. Và đó chính là lý do của đại lễ hôm nay. Xin mời tất cả quý thầy cùng các Phật tử hoan hô. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hiền đức chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, ý Phật sáng ngời như trăng tỏ thân Phật thanh tịnh tự lưu ni, Phật ở thế gian hằng cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Hôm nay đây, nhân đại lễ Vu Lan báo hiếu, trong niềm hân hoan của người con Phật trên khắp mọi miền đất nước, trên khắp năm châu, 4 biển giờ đây để tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc nhất của mình. Sau đây xin kính mời đại diện các em chuẩn bị lên làm lễ dâng Phật cúng dường.